Nơi đây không gian sang trọng. Nơi đây các món ăn được chế biến một cách hấp dẫn. Nơi đây có đa dạng các loại đồ ăn cho thực khách lựa chọn. Nơi đây có thể làm thỏa mãn mọi nhu cầu thưởng thức ẩm thực của quý khách. Đó chính là nhà hàng Seoul Garden. Tọa lạc trên nhiều khu phố sang trọng của thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, nhà hàng Seoul Garden đã tạo được nét riêng so với rất nhiều các không gian ẩm thực khác tại Hà Nội. Các món ăn trong Seoul Garden rất phong phú và đa dạng, kèm theo đó là sự tài hoa, khéo léo và tỉ mỉ của các đầu bếp trong việc chế biến các món ăn. Điều đặc biệt là khi đến với Seoul Garden, thực khách sẽ hoàn toàn được tự tay chọn đồ ăn theo sở thích của mình, sau đó thực đơn cho bữa ăn của quý vị sẽ vô cùng phong phú. Những món ăn trong Seoul Garden được tẩm ướp bằng các loại nước sốt đặc biệt có nguồn gốc từ nước ngoài như bulgogi, kim, gia vị thấm sâu và đều vào trong thịt, tạo ấn tượng thật khó quên, độc đáo cho thực khách. Nhà hàng Seoul Garden tạo cho thực khách một cảm giác dễ chịu khi mới bước vào bởi một không gian đặc biệt, lối kiến trúc và nội thất tinh tế, đặc phong cách Hàn Quốc. Những gian phòng trong nhà hàng Seoul Garden được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu sực rỡ, thể hiện sự ấm cúng, gần gũi trong không gian êm ái và đầy thơ mộng, rất thích hợp cho những bữa tiệc gia đình và bạn bè. Hiện Seoul Garden được biết đến là một địa chỉ ẩm thực mang phong cách trẻ trung hiện đại. Tại đây khách hàng có thể thưởng thức hương vị món ăn Hàn Quốc. Nếu nhiều người vẫn nghĩ đến với Seoul Garden là chỉ để thưởng thức những món ăn nước ngoài sang trọng, thì khi đến nơi đây, thực khách muốn thưởng thức món ăn mang phong cách Việt sẽ được thỏa lòng mong đợi vì Seoul Garden đã dành riêng một line buffet Việt dành riêng cho những đồ ăn Việt như bánh cuốn, bánh đúc, gỏi cuốn tôm thịt, gỏi cuốn nem chạo hay phở cuốn. Đến với Seoul Garden là đến với một không gian ẩm thực hoàn toàn mới lạ và độc đáo tại Việt Nam. Tại đây, thực khách có thể lựa chọn cho mình rất nhiều món ăn theo sở thích riêng. Đây là hệ thống xử lý khói và mùi trong bếp ăn tại Seoul Garden. Quý vị hãy nhìn xem, tất cả khói và mùi trong các món ăn đều được hút vào xung quanh thành bếp, sau đó được xử lý trực tiếp ngay tại bộ phận xử lý khói mùi đặt bên trong bếp ăn. Vì vậy mà trong khi ăn, chúng ta không bị ám mùi thức ăn lên cơ thể. Vui tươi trong không gian thật ấm cúng như thế này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên cho Vân Anh và thực khách có mặt trong đêm nay. Rất đơn giản, quý khách chỉ cần gọi điện cho nhà hàng Seoul Garden sẽ mang đến cho bạn một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ và ý nghĩa. Với mong muốn gắn bó lâu dài và tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhà hàng Seoul Garden không ngừng hoàn thiện nâng cao dịch vụ, đồng thời tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng qua nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt. Và để nhân dịp kỷ niệm tròn 1 tuổi, kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2010 đến ngày 15 tháng 1 năm 2011, chuỗi nhà hàng Seoul Garden tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng, 4 giải đặc biệt iPhone 4 16GB, 8 giải nhất iPad 16GB, 24 giải nhì iPod Shuffle 2GB thế hệ thứ 4, 96 giải 3, 1 voucher 500.000 đồng, 192 giải 4, chai rượu vang Louis Philippe Kemener, 384 giải khuyến khích, cốc uống nước in hình logo Seoul Garden. Seoul Garden, nhà hàng buffet nướng và lẩu không khói hiện đại nhất Việt Nam.